Đây chắc chắn là thế giới song song thú vị nhất thế giới, bởi vì chỉ một đô la cũng có thể quét sạch toàn bộ trung tâm mua sắm. Như chúng ta đều biết, anh hùng ngu ngốc và nghèo khó, nhưng vẫn có chút may mắn. Nhìn thấy 10.000 nhân dân tệ trong cuốn sách, hai bạn nhỏ nhanh chóng lấy chiếc máy mơ ước ra. Hãy véo mình cho đến khi bạn đứng tại chỗ và bay lên. Chỉ khi đó tôi mới muốn tin rằng đây không phải là giấc mơ của người giàu. Nhưng khi bạn muốn ra ngoài mua, cuộc trò chuyện giữa bố mẹ khiến anh bồn chồn. Hóa ra mấy chục năm trước, bất cứ ai có một đô la đều có thể được gọi là người mới nổi, vì hồi đó có đơn vị đo lường nhỏ hơn. Ngày xưa một nhân dân tệ bằng 10 xu, một sợi tóc bằng 10 xu. Nobita chỉ tiếc mình sinh nhầm tuổi, nếu không, với tấm vé này trong tay, là cha Jack Ma tiếp theo. Nhưng cô bé đo ra có nguyên nhân và kết quả, Nobita đã sử dụng nó để thay đổi thế giới thành thời mà giá còn rất rẻ. Thế giới im lặng trong giây lát, và Dacian cũng đã đến hiệu sách trong giây tiếp theo. Anh vẫy tay mua nguyên bộ truyện tranh. Kết quả là nó chỉ tốn 4 xu khi thanh toán. Mặc dù Nobita không thể hiểu được những phép toán phức tạp như vậy, nhưng nếu bạn cho 1 đô la, tính số truyện tranh bạn có thể mua. Điều đó không quá giàu, nhưng khi Nobita phải thanh toán hóa đơn với số tiền khổng lồ. Nhưng nó đã trực tiếp phá vỡ sự phòng thủ bên trong của các ông chủ doanh nhân. Tôi đoán cửa hàng này không thể chứa được nhiều thép như vậy. Cả hai không còn cách nào khác là đi đến cửa hàng đồ chơi. Lần này họ học tốt hơn, đã đặt toàn bộ cửa hàng. Nhưng khi Nobita lấy tiền ra, hai lần ghi bàn làm tan nát trái tim ông chủ. Máy tính tiền cũng bị bỏ đi vì không đủ chữ số. Điều đau đớn nhất trên đời. Không có gì tốt hơn là một người giàu có nhưng không có tiền lẻ để chi tiêu. Nobita ban đầu muốn thưởng cho bé đo ra 1 nhân dân tệ. Bạn biết bạn có thể mua nó. Còn số tiền khổng lồ hàng ngàn đô reiki thì sao? Động lực đam mê ẩm thực khiến chỉ số IQ của bé đo ra tăng vọt ngay lập tức. Hai người đến ngân hàng để đổi một số tiền lẻ. Và vì vóc dáng tân phú của mình, anh đã trở thành VIP cao cấp của ngân hàng. Kể từ khi tôi có một số tiền lẻ để chi tiêu, Nobita cảm thấy đôi chân của mình có thể nghỉ hưu sớm. Đi đâu cũng phải có xe riêng đón. Đầu tiên anh trở thành một người con hiếu thảo và tặng bố mẹ rất nhiều hàng hóa cao cấp. Sau đó tiếp tục mua sắm trực tuyến, ngay cả khi bạn không thể lắp nó vào nhà. Điều đó cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đến ngân hàng và đổi một số tiền lẻ, sau đó dùng tiền thuyết phục hàng xóm chuyển đi. Không có nhà kho à? Sau đó Nobita đã sử dụng một chiếc máy bay đồ chơi khổng lồ, bắt đầu hành trình chiêu mộ em trai. Rốt cuộc thì không có con người nào cả có thể chống lại sự cám dỗ của đồ chơi. Nếu nó không đủ thú vị, sau đó cứ mua cho đến khi nó thú vị. Làn sóng này không thể làm gì khác ngoài việc tiêu tiền, trực tiếp biến Nobita thành tồn tại thần thánh. Anh ấy còn mời các đầu bếp từ khắp thành phố đến, tạo lễ hội ẩm thực trong không gian rộng mở. Nhưng anh ấy là một người đàn ông tốt chưa từng có. Nhưng điều đó lại khiến chồng tôi không hài lòng. Anh cảnh báo Nobita rằng tiền cũng đáng sợ như ma quỷ. Mặc dù F.A.T. Tiger nghĩ đây là sự ghen tị của Siafu sau khi mất đi danh hiệu bạo chúa số 1 địa phương. Nhưng điều người chồng nói, nhưng nó như một cơn ác mộng không thể xua tan, vây quanh tai Nobita, buộc Nobita về nhà kiểm tra tình hình. Lúc này, nhà Nobita đã đông đúc người qua lại, đủ loại thương nhân muốn làm giàu trong nhà Dacian. Và điều đáng sợ hơn vẫn chưa đến, giống như dùng xẻng đi cướp. Một ví dụ khác là lái xe và bắt cóc, hoặc lực lượng đặc biệt của một quốc gia nào đó bay trực thăng để cướp người. Bây giờ Nobita tự mình chia đôi, anh gầm lên và lao về nhà, đưa thế giới về trạng thái ban đầu. Một truyện tranh lúc này có giá 490. Tôi ước tính rằng nếu tôi mua một vài thứ với giá 10.000 nhân dân tệ, tôi thậm chí sẽ không còn sợi tóc nào. Đó là một năm tồi tệ kể từ khi sao thủy nghịch hành mỗi ngày. Đúng lúc này Nobita vô tình ngã xuống đất và ném tiền khắp nơi. Để thu hồi được số tiền lớn, đi vệ sinh là một điều kỳ lạ. Xuyên suốt câu chuyện chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy thay đổi lớn sau sự giàu có bất ngờ. Nó thường khiến người ta đánh mất chính mình. Chỉ có người chồng luôn ngậm thì bạc trong miệng. Hãy tránh xa trò chơi này. Và có rất nhiều thứ trên thế giới nó không thể mua được bằng tiền, như tình bạn, như tình yêu. Vì vậy, thiết lập các giá trị chính xác, chỉ khi đó con người mới có thể tiến xa hơn.